Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh Miami. Kênh Your Real Estate USA chia sẻ kinh nghiệm bất động sản và kinh nghiệm nghề làm môi giới bất động sản. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ chia sẻ với các bạn một kinh nghiệm trong nghề môi giới bất động sản. Đề tài hôm nay là hệ thống mạng bất động sản multiple listing là gì. Mạng multiple listing tại Mỹ là một mạng duy nhất có tất cả những tin tức và dữ liệu của những bất động sản tại Mỹ. Trong mạng này họ gồm có chia theo từng vùng, từng tiểu bang, gồm có tin tức của những ngôi nhà hoặc là phố thương mại hoặc là đất bán tại Mỹ. Họ gồm có tên của người chủ, giá nhà đó bán trong 4 lần bán vừa qua, cái nhà đó rộng bao nhiêu, mấy phòng, tiền thuế đất của căn nhà đó là bao nhiêu. Như vậy thì là người bất động sản sẽ thấu rõ cái giá trị của cái căn nhà đó. Nếu chúng ta nhìn tất cả giá trị của những cái nhà bán trong một khu, trong multiple listing, thì chúng ta sẽ có một ý thức về giá trị của bất động sản tại vùng đó. Chúng ta sẽ không mua lầm. Có thể là nó xa xích một chút, tùy theo cái nhà đó có được sửa chữa lại đẹp không, có được thêm một hồ nước không, hay là nhà đó là mấy tầng, nhà sân trước rộng hay là sân sau rộng, thì nó khác nhau một chút xíu. Cái quan trọng nữa là cái multiple listing đó nó sẽ cho biết những cái nhà nào đang kêu bán tại cái khu đó và kêu bán bao nhiêu. Thì nếu khách hàng của chúng ta muốn mua nhà ở khu đó, chúng ta chỉ cần mở trên mạng, chúng ta sẽ thấy những căn nhà nào đang kêu bán, rộng bao nhiêu, phòng bao nhiêu, và người nào là môi giới địa ốc chính thức của căn nhà đó, tiếng Mỹ gọi là listing agent. Trong video sau mình sẽ giảng nghĩa về cái listing agent là gì, người môi giới chính thức của ngôi nhà đó. Nó cần nguyên một cái thể lệ để trở thành môi giới chính thức và được đem cái nhà đó để lên trên mạng, để khi khách của một người môi giới nói với người môi giới tôi muốn mua nhà ở khu đó, thì người môi giới mở lên mạng thì thấy hết những cái nhà có hình ảnh, là còn có thể đưa hình ảnh cho khách hàng coi là thấy là cái nhà này cái kiểu như vậy, ông bà thích không, nếu ông bà không thích thì mình đó, đưa cho họ xem tiếp tục cho đến khi nào họ thích là cái bề ngoài, cái kiểu, khi họ thích cái bề ngoài kiểu rồi thì mình sẽ gọi điện thoại cho người môi giới chính thức của nhà đó, hẹn ngày hẹn giờ, tiếp nào mình sẽ dắt khách mình tới đó. Cái mạng này rất là quan trọng. Đi mua nhà, đi đầu tư bất động sản mà không có cái tin tức từ cái mạng này thì sẽ rất là dễ bị mua lầm. Làm sao mình biết cái nhà kế bên giống vậy bán 200 ngàn mà chủ bên này
họ kêu 250. Nếu mình trả trên 200 ngàn tức là mình mua lầm, phải không? Cái mạng này là chỉ những người môi giới bất động sản có bằng cấp, có license thì mới được cho vô mạng. Khi mà người môi giới bất động sản lấy bằng rồi thì sẽ vô đội nhóm, là nó vô cái board of realtor, là đội nhóm bất động sản. Thì cái board of realtor là chủ của cái multiple listing, sẽ cho mình đi học cái khóa một ngày, họ sẽ giảng cho hết cách sử dụng cái mạng đó. Trong cái mạng đó bạn sẽ tìm thấy được những cái nhà nào đang bị nhà bán kéo, những cái nhà nào đã bị nhà bán kéo, những cái nhà nào kêu bán nhiều tháng rồi mà không ai mua, những cái nhà nào vừa kêu bán, và những cái nhà nào đã hết hạn đăng ký với người bất động sản chính thức. Thì khi mà cái nhà đó đã hết hạn đăng ký với bất động sản chính thức thì mình là người môi giới, mình có thể tới nói với chủ nhà: tôi là người bán nhà rất chạy, ông bà ký hợp đồng với tôi làm người môi giới bất động sản chính thức. Các bạn nói là thì thôi mình cứ đi coi ai mà ta treo bảng nhà thì mình tới mình hỏi. Nhưng mà ở bên Mỹ nó có nhiều khu nó không cho treo bảng bán nhà, thứ nhất. Thứ hai là có nhiều người họ không muốn treo bảng bán nhà tại họ không muốn hàng xóm biết là họ đang treo bán nhà, vì những lý do cá nhân mình không thuận tiện nêu lên. Có thể có khi là cũng có thể khi là họ mắc cỡ là cho mọi người biết bây giờ mình phải bán nhà vì lý do tài chính, hoặc là vì lý do ly dị, hoặc là họ không có nhiều cái vấn đề khác mà họ không muốn tất cả mọi người hàng xóm, những người không muốn mua, những người lạ mà cũng biết là họ đang bán, thì là họ đưa cho một môi giới bất động sản, họ ký một hợp đồng. Mình sẽ giải nghĩa từ từ trong những video tiếp theo. Họ ký những hợp đồng đó thì là họ, khi mình chỉ người mình lên mạng mình mới thấy. Ở Mỹ cái gì nó cũng có quy củ, nó có luật lệ, chứ không phải là mình làm đại trà muốn quảng cáo nhà nào cũng được, muốn dắt mình tới coi khách coi mà không liên lạc với người môi giới bất động sản chính thức của căn nhà đó. Nếu khách xâm phạm luật lệ thì có thể bị phạt hoặc là bị rút bằng. Mình sẽ giải thích về vấn đề đó sau này, sau đây cho video mới cho các bạn xem là những giải thích, những luật lệ ràng buộc của người môi giới bất động sản. Nhưng mà cái mạng multiple listing này là cái mạng đặc biệt, nó có thể vi tính của nó có thể lấy hết những tin tức, những giá trị của những ngôi nhà trong xóm đó, nó tính làm sao để ra được cái giá nhà trung bình của cái nhà đang kêu bán. Nó theo cái bao nhiêu phòng, rộng bao nhiêu, etc. Thì cái đó nó kêu là market analysis. Khi mà mình đi mua nhà thì luôn luôn mình phải hỏi về cái market analysis, thì mình biết là cái nhà mà mình đang coi đó có giá trị cỡ chừng bao nhiêu. Mình nói là cỡ chừng tại vì computer nó không có biết được những cái nhà nó lấy để nó tính thành nhà trung bình đó, là có được sửa chữa làm sao, có rộng làm sao, có sân trước sân sau, có hồ nước làm sao. Thành ra mình tính chỉ là trung bình. Mà với lại nếu khi mua nhà đó bạn, nếu mà cả cái nhà mình thích rồi, mình tự nhiên mình vô cái nhà đó, là cái nhà đó tự mình thấy mình thích cái nhà đó, rồi mình thấy nó thuận tiện cho chỗ mình đi làm, thuận tiện cho mình chỗ con mình đi học, thì có những người ta cũng trả thêm vài ngàn, người ta cũng trả. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi tìm nhà, mua nhà tại Mỹ. Thì cái mạng multiple listing là một cái mạng rất là hay mà chỉ có ở bên Mỹ. Mình không biết là ở
ở hình như là ở ở bên Pháp có mạng đó chưa, nhưng ở bên Mỹ là cái mạng đó là chỉ có những người buôn bán bất động sản có bằng cấp để có được đi học cách sử dụng thì mới được. Sau khi bạn đi học rồi thì bạn có thể download cái app của cái mạng đó về, thì mình vô, mình cho vô, vô máy vi tính của mình, vô vô iPad của mình để mình có thể chỉ dẫn. Cái đó có cái mạng đó là từ hồi mà được được cái hình đưa hình vô là rất là hay nhá bạn. Tại hồi trước mà cách đây 20 năm mà mình làm 20 năm là không có hình, thì là mình thấy là khi mình dắt khách đi coi nhà, cái tới ngay ở nhà nó không thích nữa, mình bắt công mình đi. Bây giờ là có hình của cái nhà, có hình chụp hình ở phía trong cái nhà luôn, thành ra người khách có thể là bắt đầu từ cái văn phòng của mình, họ đã chấm ở những cái nhà nào mà họ thích ở phía ngoài, thích cái phòng hình, thì họ thích hình thích phòng thì mình dắt đi, thì đỡ tốn công mình nhiều lắm. Đó là cái mạng Multiple Listing mình đã giải thích. Những video kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một khi ra nghề bất động sản tại Mỹ. Nghề bất động sản là một nghề có nhiều tiền, tại vì tiền hoa hồng là 6% của cái nhà. Nhà bây giờ trung bình là 200.000, nếu bạn bán được một căn nhà là bạn đã có được 12.000 đô. Nếu bạn chia với một người bất động sản khác thì cũng được 6.000 đô. Chỉ cần bán một tuần một căn là trong tháng 4 căn là mình được 24.000 đô. Bởi vậy thành ra nhiều người Mỹ đó bắt đầu sự nghiệp bằng nghề buôn môi giới bất động sản là nghề tay trái. Có khi họ bán một căn hai căn một khác cũng sao, tại đó là tiền đi vô thêm. Và khi mà mình đã thạo nghề rồi thì mình có tiền rồi, bắt đầu có hoa hồng, tiền hoa hồng rồi thì mình có thể mình thấy nhà rẻ mình mua rồi mình bán lại, nó kêu là flip, hoặc là mình mua rồi mình cho mướn. Ngân hàng sẽ cho bạn mượn tiền mua nhà, nếu bạn giữ credit tốt thì bạn có một chút xíu tiền cọc. Chào các bạn, hẹn các bạn tiếp sau. Bye bye, chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và lúc nào cũng thành công trên con đường sự nghiệp. Bye bye.